Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube NNT 1001 của mình. Hôm nay đến với video này, mình chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái địa điểm du lịch nổi tiếng tại miền Tây. Thì phía trước quý vị và các bạn thấy đó là những cây quạt gió của Hàn Quốc đó các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ cái video này, giới thiệu đến quý vị và các bạn biển Ba Động thuộc tỉnh Trà Vinh nha các bạn. Mời quý vị và các bạn hãy cùng mình bước chân vào bên trong khung cổng chào của biển Ba Động. Thì trước khi bước vào, mình quay sơ ở phía trước đây cho các bạn xem những cái hàng quán và những cái nhà hàng nhỏ ở khu vực trước biển Ba Động. Thì ở đây quý vị có thể gửi xe hơi hoặc xe máy, hoặc những ngày mà khách vắng thì các bạn có thể chạy xe hơi vào bên trong cái cổng phía sau cổng mà luôn nha các bạn. Những cái hàng quán ở ngoài nãy mình quay cho các bạn xem á, người ta có bán hải sản đầy đủ, các cả tôm, cua, ghẹ, cá đồ đầy đủ luôn nha các bạn. Khi mình chơi trong này thì mình có thể ra ngoài quán đó mình đi chợ và nhờ người ta nấu sẵn luôn các bạn. Rồi, thì khi đến gần cái khu vực bờ biển Ba Động á thì mình có thấy một cái trụ là đảo Trường Sa ha, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam đây các bạn. Thì đây mình sẽ lại mình check in chỗ cái trụ này nha. Hello tất cả các bạn, mình đang đứng ở ngay cột đảo Trường Sa này các bạn. Bây giờ mình sẽ sờ đây ha, mình sờ đây cho các bạn xem là mình đã đến ngay cái khu vực này. Đây, khu vực đảo Trường Sa, cái cột mốc của đảo Trường Sa là nằm ở vị trí dưới đây nè các bạn. Thì biển Ba Động nằm ở thuộc tỉnh Trà Vinh nha các bạn. Đây, ở phía bên kia là cái nhà hàng Ba Động. Xe hơi đồ cái đợt này thì khách cũng vắng nên xe hơi chạy vô tới bờ biển luôn đó các bạn. Đây là cái bảng để hướng dẫn cho bà con tắm biển ở khu vực này ha. Mình phải mặc áo phao để đề phòng những cái đũng nước nó sâu. Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube NNT 1001 của mình. Thì hôm nay mình đang có mặt tại biển Ba Động nè các bạn. Biển Ba Động ngay chỗ tỉnh Trà Vinh nha các bạn. Đang mưa rồi. Đang mưa lớn rồi các bạn. Máy bên kia mù đen mù thui hết rồi các bạn. Để mình vô lát nữa có gì mình sẽ ra mình quay lại cho các bạn xem nha. Giờ mưa lớn lắm. Trời đang nổi gió rất là lớn luôn rồi các bạn. Đây, trời đang mưa, nhà mình đang núp trong một cái lều rồi các bạn. Đang núp trong một cái lều. Mưa bắt đầu lớn dần rồi các bạn. Đang mưa, đang đổ hột rất là lớn luôn. Bây giờ nó bớt mưa rồi các bạn, bây giờ mình ra đây mình quay lại cho các bạn xem. Thôi cái khu cái đường dưới này nó nguy hiểm dễ trượt quá. Đây các bạn, ở đây người ta tắm rất là nhiều luôn. Nước thì tuy nó không có trong nhưng mà nó lại nó cạn nên người ta tắm rất là nhiều. Này ở trên này là mấy con gì ta? Nó bù bám đây, mình đi chân không là dễ bị đứt chân đó các bạn. Rất là nhiều bạn trẻ ở đây chụp hình, check in ở đây, khá là đẹp luôn. Để mình ra đây mình quay cho các bạn xem chỗ này là cái gì nha. Biển nước sóng dạt lên đây. Điện áp cao, có cáp ngầm, xin đừng đào thả neo. Chỗ này là cái cột dây điện ở dưới này. Cái chỗ này nó có một cái đồi cát nó nhồi lên, nó lòi lên nè. Nhiều người bắt ốc, bắt sò rồi ở dưới đây nè các bạn. Lên đây ngồi chơi dễ dọc cát rồi là cũng được nè. Ở phía bên trên đó là một cái bãi dương ha, một cái hàng dương. Đây có nhà hàng tiệc cưới Ba Động luôn nè các bạn. Nhà hàng tiệc cưới Ba Động này, cái chỗ đây. Phía kia mình thấy cái nhà giống như điện năng lượng mặt trời thì phải á, có ba cây cột đó không biết là gì nha. Đây nó có hai hàng cột điện gió nè các bạn, một hàng ở đây và một hàng ở mé bên này. Nó
rất là nhiều những cây trụ quạt gió đây. Bây giờ trời đang mưa rồi, trời đang mưa lớn rồi các bạn, mấy bên kia mù đen mù hôi hết rồi các bạn. Rồi, thời tiết ở ngoài trời đang mưa thì mình vô cái quán chỗ lúc nãy mình nhà mình gửi xe, mình mua vài con cua để nấu lẩu. Mua cua, mua tôm, cá rồi đó để mình nấu nồi lẩu ăn qua cơn mưa này rồi sẽ đi về. Mình xuống đây cũng lúc trưa, bây giờ cũng chiều rồi các bạn. Đây, những cái con cua gạch khá là to luôn các bạn. Rồi, cần ký đi rồi lát nữa mình sẽ quay các món ăn cho các bạn xem nha. Rồi, bốn con cua lúc nãy mình mua thì hai con này mình rang me và hai con nữa là mình sẽ bỏ vào nấu lẩu nha các bạn. Lẩu cua, mình sẽ làm cái nồi lẩu cua. Đây, mì xào đồ rất là nhiều. Đây, quay các bạn ăn bữa tiệc của nhà mình đây nha các bạn. Rất là ngon luôn. Đây, cái lẩu cua đây các bạn. Lẩu tôm, lẩu cua đây, rất nước rất là ngọt luôn. Đó, các bạn thấy hấp dẫn chưa nè. Cua này là cua gạch luôn á các bạn. Cái nước nó ra rất là ngọt và thịt nó cũng chắc nữa. Đây, mình làm cái nồi lẩu cua ăn. Trời mưa mưa nữa, cái lẩu cua này rất là tuyệt vời luôn nè. Rồi đây là cái dĩa ốc móng tay, dĩa ốc xào, ốc móng tay xào đó, xào củ hành, ốc móng tay xào củ hành đây các bạn, rất là ngon. Cái con cua đó chia cho mấy đứa nhỏ nè. Cũng ly đi anh em ơi. Bữa ăn hôm nay rất là hấp dẫn luôn nè. Rồi, bây giờ tới lượt mình ăn nha các bạn. Ốc móng tay đây, khá là ngon luôn. Trời ơi, nó cắn à, nó cắn cái cần cua, cái chân cua nè các bạn. Có cần cua lớn không ăn đi, đi cắn cái chân nhỏ xíu làm cái gì. Con cầm cái cần lớn con ăn luôn, mút luôn, cái cần lớn luôn. Đó, đã chưa, nhìn hấp dẫn chưa. Cần cua răng me nha các bạn. Wow, nó vẽ cần cua ra nó ăn, nó cạp hết miếng này tới miếng kia luôn. Wow, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Giới thiệu đến quý vị và các bạn, đây là chị Na, chị Đại của nhà này. Rồi, chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hay, hãy nhớ nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video này giúp mình nha các bạn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye các bạn.